PSG ngắm đòn đau từ Messi. PSG giờ đây hóa ra vẫn tiếp tục ngắm đòn đau từ Messi dù ngôi sao người Argentina đã rời đi. Messi rời PSG trong sự tức tưởi. Tầm ảnh hưởng của Lionel Messi đối với thế giới thể thao là điều không có gì phải bàn cãi. Ngôi sao người Argentina là nhân vật vĩ đại của thế giới bóng đá trong gần hai thập kỷ, đi vào lịch sử cùng đội tuyển quốc gia Argentina và câu lạc bộ Barcelona với những chiến tích vang lừng. Tuy nhiên, Messi đã có một trải nghiệm rất tồi tệ ở PSG, những kẻ cực đoan của đội bóng Paris đã la ó anh nhiều lần ở Parc des Princes. Mặc dù La Pulga luôn khiến họ phải im lặng bằng những pha lập công đẹp mắt và những chiến thắng. Ở PSG, Messi là nhà vô địch Ligue 1 và siêu cúp Pháp. Tuy nhiên, Messi không bao giờ tìm thấy sự bình yên và mối quan hệ của anh với những nhân vật chóp bu như Nasser Al-Khelaifi và Cristiano cuối cùng đều xấu đi. Sau một năm rưỡi ở PSG, Messi đã chia tay đội và cập bến Inter Miami của David Beckham vào mùa hè năm ngoái. Kể từ đó, PSG bắt đầu sa sút về chuyên môn. Nhưng không chỉ ở đó. Trên mạng xã hội, PSG đã mất tổng cộng 2.700.000 người theo dõi, tính tất cả các mạng, trong năm vừa qua và đó là do sự ra đi của Lionel Messi. Messi chơi trận cuối cùng với PSG vào ngày 3 tháng 6 năm 2023, trong trận thua 2-3 trước Clermont tại Parc des Princes. Ngày hôm sau, PSG đã mất 1.000.000 người theo dõi trên Instagram, 500.000 trên TikTok và 750.000 trên X, trước đây là Twitter. Không dừng lại ở đó, một năm sau người ta xác nhận PSG là câu lạc bộ mất nhiều người theo dõi nhất trong số tất cả các câu lạc bộ trên thế giới, 2.7 triệu, trong khi Inter Miami, đội bóng mới của Messi là đội tăng thêm nhiều người theo dõi nhất, 1,5 triệu. Thậm chí, PSG không chỉ mất Messi mà còn mất Neymar sang Angel và Kylian Mbappe sang Real Madrid.